Ừ. Nay chú Tư với anh Phương với hai anh thợ mới mà ra đang hạ cái hàng sao này nè. Hàng sao nó khoảng 90% rồi mà. Nó cũng không to gì không nha, mà nó cũng khá cao. Bên đây 4 cây nữa mà. Bên đây 2 cây nữa. Dưới này thì nó có 2 cây dừa nữa. Đây bên chúng tôi cũng hạ xếp về hướng nào nha. Thôi cứ hạ cái đầu nữa mà bên xuống đâu khá là dài nữa, cái gì mà hai xuống rất là dài, khoảng 16-17 mét luôn.
khá cao nữa. Ngay kia trước luôn. Cũng là ná kia trước luôn, cũng cỡ đó nè. Tiếp tục cái hạt cái thứ ba luôn. Hai cái này còn lại. Cái này hơi nhỏ hơn đây rồi. Vì cái này anh chừa lên các bạn, mình tưởng đốt luôn nhưng anh chừa cái này lại nha. Tiếp tục đốt hai cây bên đây nữa, hai cây bên đây mới to rồi, đây có to mà nó cao nữa, hai cây đó chắc cũng cỡ hai cây đầu này, chắc lớn hơn chút nữa, thấy nó hơi to. Từ đang thấy vậy nha. Cây này nó hơi cong luôn. Chú tư trồng 2 dây này. Khá là cao. Qua đây nhận tư. Ê máy rồi. Tôi thả cái này luôn nha. Chú tư cũng chặn 2 dây nha, chú tự chú cũng bỏ lên rồi bỏ máy Oh.
Mình hạ cây cuối luôn nha bạn. Đây là cây thứ 5 luôn. Nãy mình tưởng 6 cây nhưng mà đừng ngủ đây, đừng ngủ đây. Hết xăng luôn hả? Ồ, cái cây khá to. Ngỡ hơi ga phải không? Dính hơi dính xuống lúa hả? Đầu nhánh nó quánh thời gian mà nó chút luôn. Lúa này ta cũng mới xả miếng rồi.
mấy anh hết xăng luôn em ơi, anh ăn xin xăng nha. Vậy là xong 5 cây hết nha. Xin kết thúc video này đây. Hẹn các bạn là cái video sau nha. Bye bye các bạn. Cứ hạ xuống là mình gom mấy nhánh thì ba tắt thử cảnh rồi cái thằng để lại cảnh đó nha. Ta mua về ta xúc bò kè, xúc bò kè mấy sông lớn, cắm sạp. Bên đây 2 cây, bên đây 3 cây.